Cherry ăn nhân sao nhí kiếm tiền giỏi nhất VTV, kiếm vài chục triệu mỗi giờ, bị đồn làm mặt. Đã xinh xắn đáng yêu lại còn sống tình cảm, đi học đi làm quan tâm chăm sóc mẹ. Trên trời cao con rớt xuống đây, được làm em bé xíu của mẹ. Luôn bênh bố trước mọi dư luận truyền thông. Bố của con là một người rất tuyệt vời, bố dành những điều tốt cho con. Mới là tất cả. Nhờ nỗ lực theo đuổi đam mê và sự đồng hành của mẹ, Cherry An Nhiên hiện tại là sao nhí đất sâu nhất nhì Vbiz, có mức thu nhập khủng. Mẫu nhí Cherry An Nhiên bước chân vào showbiz khi mới 2 tuổi. Cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, thần thái và sự tự tin mà ai nhìn vào cũng phải suýt xoa. Dù chỉ mới 6 tuổi, Cherry An Nhiên đã được chọn mặt gửi vàng làm vedette trong nhiều show diễn thời trang, làm gương mặt đại diện đóng quảng cáo cho các nhãn hàng, tham gia vào phim giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam như Hương vị tình thân, Đừng làm mẹ cáu hay mới đây nhất là Chúng ta của 8 năm sau. Thành công của Cherry An Nhiên khiến không ít người ngưỡng mộ, nhưng để hái được những trái ngọt ở hiện tại, mọi việc chưa bao giờ là dễ dàng với cô bé nếu không có lửa đam mê, sự nỗ lực và sự đồng hành của mẹ. Được biết, cát xê của Cherry An Nhiên có thời điểm lên đến 25 triệu đồng một giờ khi nhận lời đại diện cho một nhãn hàng dành cho trẻ em. Thành công của Cherry An Nhiên khiến không ít người suýt xoa. Gặt hái vô số thành công khi chỉ mới 6 tuổi, ít ai biết đằng sau ánh hào quang rực rỡ, Cherry An Nhiên đã trải qua không ít khó khăn. May mắn thay, bên cạnh đam mê và niềm yêu thích với công việc, mẫu nhí Hà Thành có mẹ ở bên, hỗ trợ và bảo vệ hết mình. Mẹ của Cherry An Nhiên không chỉ nghỉ việc để trở thành người quản lý của con, mà còn không ngần ngại đáp trả dư luận và đính chính những tin đồn thất thiệt về con gái. Nhờ đó, Cherry An Nhiên dù nổi tiếng sớm vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên, được là chính mình và ngày càng nhận được nhiều yêu mến. Thời gian gần đây, Cherry An Nhiên dính tin đồn thẩm mỹ. Ngay lập tức, chị Lily mẹ bé đã lên tiếng thừa nhận con có thẩm mỹ nhưng là từ trong bụng mẹ. Cô bé gần như thừa hưởng trọn vẹn gen trội của người mẹ xinh xắn, từng có một thời nổi tiếng với danh hiệu cô giáo búp bê. Qua đó mới thấy, sự nổi tiếng luôn đi kèm với những áp lực và bình luận ác ý, kể cả khi Cherry An Nhiên chỉ là một đứa trẻ. Vì tính chất công việc, ngoại hình của Cherry An Nhiên cũng nhận được chú ý hơn bình thường. Là một người mẹ, chị Lily luôn cố gắng bảo vệ con trước những tin đồn ác ý và giữ gìn nét đẹp tự nhiên của cô bé. An Nhiên cũng là em bé sống tình cảm và rất hiểu chuyện. Mỗi lần mẹ ốm, Cherry An Nhiên đều quan tâm, lo lắng chăm sóc cho mẹ, bởi chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau. Dù bố mẹ đã đường ai nấy đi, nhưng bố mẹ Cherry An Nhiên luôn biết cách bù đắp cho con để con không bị thiếu hụt tình cảm. Họ chỉ gặp nhau trong những dịp quan trọng của con như ngày khai giảng hay sinh nhật. Ngoài ra, bố Cherry cũng dành nhiều thời gian rảnh rỗi để đưa con đi chơi, đi xem phim mỗi khi con được nghỉ học. Mẹ Cherry An Nhiên luôn biết cách dạy con yêu thương bố và ông bà nội cũng như những người thân trong gia đình. Chính vì thế, mỗi khi trả lời phỏng vấn trước truyền thông, Cherry An Nhiên luôn dành những lời có cánh cho bố của mình. Có thể nói, Cherry An Nhiên là sao nhí đa tài, có năng khiếu và đam mê nhiệt huyết với nghệ thuật. Với sự nuôi dạy tốt từ gia đình, An Nhiên sẽ trở thành một ngôi sao tiềm năng ngày càng tỏa sáng của showbiz Việt.